Đây là một nhà khi mà đi vắng thì nước bị bục ra và phun trào khắp nhà luôn và sang cả nhà khác. Và đây là kết quả. Chúng ta cùng nhau tắt nước đầu đình, nước lênh láng sang các nhà khác và làm hỏng các nội thất của các nhà khác. Đồng thời nước tràn cả vào thang máy làm hỏng thang máy và cái việc mà chúng ta phải đền bù cực kỳ nhiều luôn. Vậy chúng ta có cái biện pháp nào để chúng ta có thể khắc phục cái hiện tượng khi mà chúng ta đi ra ngoài nước nó có thể tự tắt, tự đóng lại cho chúng ta được hay không? Ok, mình có giải pháp cho các bạn đây. Và giải pháp là đây. Các bạn có thể là dùng một chiếc van điện tử để chúng ta có thể là tự đóng ngắt nước khi mà chúng ta đi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, chiếc van điện tử này khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ ngâm điện lâu ở trong cái cuộn dây này dẫn đến cái cuộn dây này cực kỳ nóng và rất nhanh cháy nên là cái giải pháp dùng van điện tử các bạn nên bỏ đi. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái thiết bị. Đây chính là cái thiết bị mà các bạn cần. Và mình cũng cần. Mình cực kỳ sung sướng khi mà mình tìm được ra cái thiết bị này. Lúc đầu thì tìm cái van điện tử này. Không ăn thua, tốn tiền, mất đi. Nhưng khi có cái thiết bị này rồi thì cực kỳ hay. Tại sao nó hay? Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn này. Thì đây nó là một cái van. Bản thân nó là một cái van. Nó là một cái van bi các bạn nhé. Đây mình mở cho các bạn này. Đấy bên trong nó có viên bi này đấy thì cái van này nó giống như cái van gạt của các bạn thôi các van gạt ấy, thì các bạn gạt nó mở và gạt nó đóng thì chính là cái viên bi này nó mở hay đóng thì thay vì cái cần gạt thì nó thay bằng một cái cụ điều khiển đây là một cái hộp điều khiển ở trên này thì nó sẽ dùng để điều khiển tự động bằng điện cho chúng ta thì các bạn nhìn thấy này nó thiết kế trông như kiểu bằng inox ấy. Và cái này là mình mua cái loại là DN20 các bạn nhé. Thì thông thường ở Việt Nam chúng ta nước mà cấp cho các hộ gia đình ấy thì thông thường là DN15 hoặc là DN20. Tương ứng với cái việc là DN15 là ống 21, phi 21. Ấy. Còn cái DN20 là tương ứng với ống phi 27. Như nhà mình là đường nước cấp vào là ống phi 27. Nên là mình dùng cái loại này. Và các bạn mua thì các bạn nên chọn đúng cái kích cỡ đường nước của gia đình của chúng ta. Thì ở phía trên này các bạn có thể thấy nó là một cái cụm điều khiển này. Ở đây nó sẽ có một cái dây, dây này là hai dây, cấp nguồn âm dương và các bạn nhìn thấy ở đây nhé điện áp cấp cho nó là từ 9 tới 24V. Có những loại nó có thể là dùng trực tiếp điện 220. Thì với cái loại như thế này thì mình sẽ cấp cho cái điện áp 12V là ok các bạn nhé, Còn đây là các cái thông số kỹ thuật của nó này. Cái hàng này thì cũng là hàng của Trung Quốc thôi nên là thực tế thì các bạn cũng không cần quan tâm quá đến cái tem như thế này. Nhưng mà với cái hàng này thì mình thấy là ok hơn so với các hàng khác. Rồi ở trên mặt thì các bạn nhìn thấy này, ở đây nó sẽ có một cái nắp để nó hiển thị là cái van đang đóng hay đang mở. Ví dụ như là cái vạch này nó chỉ vào cái chữ S này, đây là van đang đóng này, các bạn nhìn thấy chưa? Viên bi đang đóng này. Còn khi mà cái vạch này nó ngang ra chữ O này thì là van sẽ mở các bạn nhé. Còn ở đây nó là một cái núm xoay để điều khiển trong trường hợp mà mất điện. Rồi bây giờ mình sẽ cấp điện để cho các bạn xem này. Ở đây mình sẽ cấp cái điện áp là 12V các bạn nhé. Các bạn cấp đúng chiều này, âm này. Và dương, dương vào đây. Thì các bạn để ý này, cái van nó sẽ xoay này, các bạn cấp này. Đấy các bạn thấy chưa? Nó xoay này. Thế nhưng mà khi mà nó đã xoay, nó mở hết cỡ rồi thì lập tức là nó sẽ ngắt cái motor ở bên trong này cho chúng ta vì bên trong nó sẽ có một cái motor để nó vặn cái van này, cái vặn cái, 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 cái bi này. Và đây các bạn nhìn thấy là nó tự ngắt này. Và khi mình tháo ra này, tức là coi như là mất điện hoặc là mình đi ra ngoài khỏi nhà thì nó sẽ tự đóng cho chúng ta này. Đấy các bạn thấy không? Đấy, bi đang đóng lại này. Đấy phải nói là cực kỳ tiện lợi đúng không như vậy ở bên trong này là khả năng nó sẽ có một cục pin tích điện hoặc là một cái siêu tụ để tích điện đó khi mà đóng lại này mất có điện này. khi mà các bạn về nhà có điện này đấy lại mở đường nước cho chúng ta các bạn thấy tiện không thì các bạn nhìn ở trên này này khi mà đây là cái van đang mở nhá thì ở đây cái vạch ngang này nó sẽ chỉ vào chữ o là van đang mở này đấy à, khi mà các bạn đi ra ngoài ngắt điện hệ thống nhà thì đường nước cũng sẽ ngắt này đấy đây là cái nắp thăm này, các bạn nhìn thấy này. Đó, nó về chữ S là nó tự động nó dừng này và đóng nó Thế vậy bây giờ trường hợp là, là không may à, khi mà chúng ta đang ở nhà đúng không ạ, chúng ta đang tắm, Đấy. có nghĩa là khi mà đang ở nhà đang có điện như này, Đấy. van à, nước đang mở như này, nhưng mà đang tắm rửa à, mới được nửa cái thân người ở phía trên, còn cái thân phía dưới chưa kịp tắm thì mất điện, mất điện này đường nước bị đóng lại không có nước để tắm vậy chúng ta xử lý như thế nào? Chả lẽ ngồi trong nhà tắm chờ tới cái lúc có điện này? thì đây đây chính là cái giải pháp của chúng ta và các bạn chỉ cần rút cái này ra này đấy, kéo cái này lên nhé đấy, kéo cái này lên đó kéo nó, nó lên như thế này thôi đấy chính, kéo lên nó chặt tay là ok và các bạn sẽ vặn ngược chiều kim đồng vặn theo cái chữ o này bởi vì khi mà chữ o là nó nó, nó hở nó mở mà đấy các bạn bạn này thì các bạn để ý cái nắp thăm này nó cũng sẽ di chuyển sang cái chữ o đó các bạn để ý này đây cái van sẽ mở này Đấy, thấy chưa? Đây là van mở nhé. Đấy các bạn thấy không? Đây là van mở này. Và các bạn cứ mở cho tới khi nào nó mở to nhất hoặc là mở như thế cũng được thì cái mở to nhất là khi mà cái gạch ngang này nó nằm ngang ở chữ O này thì là ok. Còn nếu các bạn cứ cố vặn vặn tiếp thì nó bắt đầu nó lại quy trình nó đóng lại. Đây là mở to nhất các bạn này. Đây vặn tiếp này. Thấy các bạn như thế nó lại đóng lại này. Đấy. Nên là các bạn để ý cái nắp thăm ở phía trên này là các bạn dừng lại rồi các bạn mở như này rồi thì nước là có rồi à, thì các bạn cứ tắm tiếp thôi Đấy, tắm cho tới khi nào xong xuôi thì thôi à, và nếu như mà chúng ta không dùng nước nữa thì các bạn nên đóng cái này lại bởi vì khi mà các bạn kéo cái này lên thì là đang ở chế độ bằng tay Đấy, có nghĩa là khi mà chúng ta có điện đây ví dụ như là khi mà van nó bắt đầu đang đóng như này đây, đây, đang đang gần đóng như này chúng ta mở đang gần đóng như này nhưng mà nguyên tắc là khi mà có điện thì lập tức là nó nó phải uh, làm sao nó nó phải uh, mở ra chúng ta đúng không? nhưng đây mình cấp điện này. khi có điện này van sẽ không hoạt động nữa và nó vẫn cứ dừng ở đây bởi vì chúng ta đang đặt ở cái chế độ này chế độ bằng tay bởi khi mà chúng ta kéo lên nó là cái chế độ bằng tay vậy khi mà chúng ta dùng xong rồi ấy, chúng ta nên ấn nó xuống ấn nó xuống nhá Đó, ấn nó xuống như này để nó chuyển sang cái chế độ tự động thì các bạn nhìn thấy này van nó tự động mở là bởi vì bên trong này nó vẫn còn đang tích điện cái tụ điện ở bên trong nó vẫn còn đang tích điện nên là nó vẫn sẽ sẽ tự đóng cho chúng ta còn nếu mà tụ điện bên trong nó hết điện thì nó vẫn cứ để ở cái trạng thái giữ nguyên như vậy và khi mà nó có điện thì nó sẽ mở cho chúng ta này đây các bạn nhìn này đây coi như khi mà có điện này Đấy, các bạn thấy không? Khi có điện thì lập tức là nó sẽ tự động mở lại cho chúng ta. Nên là khi mà các bạn dùng cái chế độ bằng tay, các bạn lưu ý là chúng ta dùng xong rồi chúng ta sẽ nhấn xuống để nó chuyển sang cái chế độ tự động các bạn nhé. Rồi bây giờ các bạn sẽ để ý xem là với chiếc van như này khi mà chúng ta cắm điện thường xuyên 24 trên 7 Thì nó ăn điện nhiều hay không Thì các bạn để ý cái dòng Ampere nhá, Mình cấp điện 12V này Đây cấp này Đấy van đang mở này Thì coi như bắt đầu nó ăn 0.1 khi mà bắt đầu này Và khi mà nó mở hết này Các bạn nhìn thấy mở hết rồi Thì nó sẽ ngắt cái động cơ bên trong Và cái uh, tiêu thụ điện của nó còn 0.02 thôi Đấy thì... Uh, trong cả một quá trình điện nó cứ ngâm như này có thể là ngâm cả tháng trời cả năm trời nhưng điện nó ăn chỉ có 0,02A với cái điện áp là 12v thôi nói chung là với cái công suất này công suất có 0,23 24w như thế này thì nó cực kỳ nhỏ gần như các bạn dùng cả năm nó cũng chả đáng mấy tiền điện đâu đây các bạn nhìn thấy này cái mạch bên trong của cái con van điện này các bạn nhé thì nó sẽ gồm có một cái motor đây chính là cái motor chính để nó xoay và có khá nhiều các cái con đây là các cái công tắc hành trình các bạn nhé thì hai công tắc này có nhiệm vụ là để cảm biến cái góc quay Đấy, thì mỗi một lần đóng và mở thì nó sẽ quay 90 độ các bạn nhé thì nó sẽ để ở góc 90 độ như này đây là, khi mà nó nhấn xuống là nó sẽ dừng này ở đây nó cũng sẽ có một cái công tắc hành trình nữa các bạn nhìn thấy ở đây Đấy. công tắc hành trình này mục đích của nó là để nó điều khiển cái chế độ bằng tay khi mà chúng ta rút nó lên thì cái công tắc hành trình nó mở thì cái mạch nó sẽ tự biết được rằng là đang sử dụng chế độ bằng tay thì nó ngắt chế độ tự động đi khi mà chúng ta nhấn xuống nhấn cái cái, cái cần này xuống thì nó sẽ đóng công tắc hành trình và mạch nó biết là chúng ta chuyển sang cái chế độ tự động ở đây các bạn nhìn thấy ở đây nó dùng một cái con lm là 2575 năm s này và cái thiết bị để cấp nguồn điện cho cái motor này hoạt động khi mà chúng ta rút điện ra ấy, thì đây đây chính là con siêu tụ này các bạn nhìn đây siêu tụ này nó ghép hai con nối tiếp với nhau nó tạo thành một cái điện áp là 5,5 v và cái điện dung của con siêu tụ này là 1,5 pha Đó thì nó ok, nó thoải mái cho cái việc mô tơ này quay được 1 đến 2 vòng Còn đây, đây chính là phía sau này các bạn nhìn thấy này Tại sao mà mình giới thiệu cho bạn cái thiết bị này Bởi vì thực ra là khi mà tìm cái thiết bị cái van đóng điện này là mình cũng đã tham khảo rồi Nhiều cái, nhiều van, giá thành nó cũng chỉ vài trăm ngàn thôi Cái này mình mua nó khoảng hơn 700 ngàn thì mình mua là bởi vì sao? Bởi vì cái bánh răng này, tất cả bánh răng truyền động đều bằng kim loại hết các bạn nhé. Đây, này, đây là cái bánh răng từ motor này, truyền động này, đấy từ nhỏ nhỏ đến lớn này. Và khi mà đến lớn nhất là nó sẽ đấu với cái trục của cái van bi này, đấy. thì cái tốc độ nó chậm nhưng lực kéo nó lớn này. Nhưng mà nó toàn bộ là bằng kim loại nên là cái độ bền của nó cực kỳ lớn. Chứ còn nếu mà bằng nhựa thì cái độ bền nó kém. Có riêng cái này nó bằng nhựa, cái này thì bằng nhựa thì là do là cái này là chúng ta điều khiển bằng tay Đây cái này nó nối lên cái trục bằng tay này các bạn nhìn thấy, thì nó bằng nhựa thôi Còn lại là cái trùng chuyển động bằng uh, motor, nó đều bằng kim loại hết Đấy thì đó là lý do vì sao mà mình mua cái loại này các bạn nhé Rồi thì vừa rồi mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một chiếc van điện cực kỳ hữu ích cho các bạn lắp trong gia đình Để đóng ngắt nước khi mà chúng ta đi ra khỏi nhà Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cái lệnh nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.